Xin chào cả nhà. Ngày hôm qua mưa gió bão bùng, rảnh quá cho nên chạy ra Travis để Travis vừa nhuộm tóc nè, vừa cắt tóc. Mà Travis hỏi cắt cái gì cho nó thôi cắt bên đại đi cho để khỏi mất công phải làm tóc. Tại bữa giờ Châu thì Châu dở nhất là làm tóc. Cho nên là Châu có bang thì Châu chỉ có để thẳng rồi Châu xấy cái bang rồi Châu đi ra ngoài đường thôi. Về nhà bao là la ó om sòm hết, mẹ sao mẹ cắt bang nữa vậy? Nói thôi để cho mẹ cưa sừng làm ngá thêm lần nữa được không? Để cho mẹ khỏi phải làm tóc. Mọi người thấy tóc này cắt là cũng thấy có hợp không ạ? Mà nếu mà không thấy hợp thì mấy mốt Châu lại để lại thứ này dễ mà. Để ra một chút xíu là được thôi. Nhưng mà nhìn nó cũng vui vui. Hôm nay Châu lại lên với quý vị để mà giới thiệu quý vị về cái sản phẩm Peptide. Peptide vừa sáng nay đáng lẽ không định quay clip đâu nhưng mà sờ thấy da mặt tốt quá cho nên lại giới thiệu đến tất cả mọi người. Quý vị có thể mua cái này ở Walmart.com hoặc là Amazon cũng có. Nhưng mà với trên những cái Walmart hay Amazon thì quý vị sẽ không được cái 20% discount đâu nha. Khi nào quý vị mà gọi thẳng cho họ, trực tiếp cho họ ở số là 657-500-9181 hoặc là cái website của họ là crazybeauty.com đó. Với cái code của Loan Châu là Loan Châu 20 thì quý vị sẽ có 20% off. Rất là nhiều good feedback về cái Crazy Beauty. Giống như Châu nói quý vị đó, Châu đã dùng cái này khá lâu trước khi mà Châu nhận lời để mà làm spot model cho họ đó. Và bây giờ thì Châu hoàn toàn là cho những cái sản phẩm kia mà Châu dùng mười mấy 20 năm qua một bên và Châu xài của Crazy Beauty thôi. Da mặt buổi sáng rất là tươi mát, da mặt đẹp. Cho nên là giới thiệu đến quý vị Collagen Peptide nha. Collagen Peptide, mà nếu mà quý vị mua thêm cái Collagen Booster để buổi tối quý vị dùng Booster, sau khi Booster dùng thêm cái này vô là buổi sáng quý vị sẽ thấy nó mướt, thiệt là mướt. Đây là Collagen Booster nha quý vị. Collagen Booster, đây là cái gel đắng lên mặt của mình. Ok, right here. Quý vị sẽ thấy nó mút lắm. Và sau khi mà quý vị Collagen Booster xong, quý vị đánh Peptide lên buổi tối. Cái này cho dùng buổi tối nha. Tối là Booster rồi Peptide, sáng dậy da mặt nè tốt, dễ sợ luôn. Rồi trước khi ra đường, quý vị dùng Peptide vô và đánh cái Sunblock lên là quý vị feel really safe. Cái mặt quý vị sẽ rất là ẩm ướt và cảm giác như là cái da mặt mình khô á, thì mình sẽ cảm giác cái mít nhanh nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà khi mà cái da mặt mình nó ướt át á, thì nó nhìn nó smooth và nó trẻ hơn nhiều. Mua trên Amazon cũng được hoặc là Walmart cũng được, nhưng mà không được cái 20% off nha. Gọi phone cho họ hoặc là website với cái Loan Châu 20, cái code Loan Châu 20 đó, quý vị sẽ có 20% off. Chúc quý vị một ngày vui. Stay warm, stay dry. Tại vì bây giờ California đang rất là bão. Mong rằng mọi người sẽ thật là vui trong một ngày mới. Và hẹn quý vị lại lần sau nha. Bye.